lần đầu gặp nhau phút giây ngập ngừng, dù đôi tim đã giao mừng. Thật sự cảm ơn. Nói gì vậy mẹ? Hết hồn. Đi về chỗ đi. Em ơi, có bánh bèo Khánh phải không? Nó sao mà đẹp bằng tôi. Nghe. Jennifer. Gì? Ấy có bong bóng không? Bong bóng có không? Mấy cái? Tôi cần nhiều nhiều. 12 cái, tặng luôn vô ăn. Đi cha. Tôi cần bong bóng. Bong bóng nè. Bong bóng. Bong bóng thì ra ngoài chợ mà mua. Không có, ai nghĩ sao đi làm đi bong bóng theo. Sáng sớm mình kiếm kiếm. Giàu tiền tiêu thả ga, xây riêng hồ bơi để nuôi cá. Còn anh thì nghèo khó tiền chẳng có, nhà nghèo thì mẹ đâu có cho, xây riêng công viên để nuôi chó. Anh kia khi yêu em thì mua cho em những món đắt tiền, luôn luôn tặng em rồi sai khiến. Dưới nắng sương long lanh, chiều cành hồng khoe sắc thơm. Mỗi sáng sớm bên sông thơ, em bên hoa cười trong nắng. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found. Anh đây có chuyện gì vậy anh nhỉ? Từ lần đầu tiên gặp em, anh luôn nghĩ về em. Và anh muốn hỏi em một câu, em có thích anh không? Không. Sao khi ta lớn lên ta lại nói yêu thương một người? Tại sao khi ta chót yêu thương người ta lại hay thay đổi? Tại sao người lại phải bước đi? Tình yêu người trao có nghĩa gì? Vậy sao khi xưa em đến với anh làm chi? Người ta thường hay nói với nhau rằng cứ yêu đi rồi khóc. Vào yêu rồi mới thấy tất cả chẳng như là mình trong ngóng. Người... Sao anh không hỏi là em có yêu anh không? Em lạ, chắc vui. Vậy em có yêu anh không? Không. Anh đù. Gặp lại nhau giữa nhân gian vô thường, thì ta sẽ mỉm cười thật tươi hay nghẹn ngào lệ rơi. Ừ thì thôi em về đi, cuộc đời em sẽ rất vui, chỉ riêng anh từ nay không dám tin thêm một người.